Xin chào các em, cô là Thúy Dương, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Hoàng Long. Ngày hôm nay, cô sẽ ôn tập lại về bài 3, kịch bản chèo và tuồng. Trọng tâm kiến thức ngày hôm nay sẽ gồm 3 phần. Phần 1, ôn tập lại các kiến thức cần nhớ về kịch bản chèo, tuồng. Phần 2, các đọc hiểu kịch bản chèo, tuồng. Và cuối cùng chính là phần luyện tập. Mục tiêu của bài học này, đó chính là ôn lại các kiến thức về đặc trưng của kịch bản chèo, tuồng. Ôn lại cách đọc hiểu của kịch bản chèo, tuồng và qua đó phát triển tư duy phản biện, năng lực hợp tác, các phẩm chất tốt đẹp. Chúng ta cùng bắt đầu đến với phần 1. Ôn lại các kiến thức cần nhớ về kịch bản chèo, tuồng. Đầu tiên là về chèo. Chèo cổ hay còn gọi là chèo sân đình, chèo truyền thống thuộc thể loại sân khấu dân gian ra đời từ xa xưa. Một số tác phẩm nổi tiếng mà các bạn cần phải lưu ý như là Trương Viên, Lưu Bình Dương Lễ, Từ Thức, Chu Mã Thần, Quan Âm Thị Kính, trong đó có những trích đoạn độc đáo như là Thị Mầu Linh Chùa, Suy Vân Giả Dại, Tuần Ti, Đào Huế, Xã Trưởng, Nghệ Đốt. Về mặt nội dung, chèo cổ phản ánh đời sống vật chất, tâm hồn, tình cảm của con người trong xã hội phong kiến, ca ngợi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người và qua đó thì phê phán các thói hư tật xấu. Không những vậy, chèo cổ còn thể hiện tinh thần nhân văn. Về mặt nghệ thuật, chèo cổ là sự kết hợp giữa âm nhạc, ngôn từ, vũ đạo, tạo hình và đặc biệt là kịch bản chèo, hay còn gọi là tích chèo. Trong kịch bản chèo, chúng ta cần phải lưu ý về cốt truyện, nhân vật, lời thoại và chỉ dẫn sân khấu. Tiếp tục đến với phần 2, tuồng. Tuồng chính là một thể loại hình sân khấu truyền thống của dân tộc. Về việc phân loại tuồng thì chúng ta có thể phân loại thành hai loại, đó là tuồng cung đình và tuồng hài. Với tuồng cung đình, về mặt đề tài, tuồng cung đình mang đề tài chung với vua, đánh giặc bảo vệ đất nước, bảo vệ vương triều, mang một âm hưởng bi tráng và kịch tính, mâu thuẫn căng thẳng. Một số vở tuồng cung đình chúng ta có thể nhắc tới như là Sơn Hậu, Trăm Nữ Đổ Vương, Đào Tam Xuân. Bên cạnh vở cung đình thì chúng ta phải nhắc tới tuồng hài. Tuồng hài mang đề tài sinh hoạt, lấy tiếng cười để phản ánh hiện thực, mang một câu chuyện phong phú, gần gũi với cuộc sống. Và những vở tuồng có thể nhắc tới như là Nghe Sói Ốc Hến, Chiêng Ngáo, Trường Đồ Nhục và Trần Bổ. Về mặt nghệ thuật, tuồng chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn từ, âm nhạc, vũ đạo, hội họa và các trò diễn dân gian. Giống như chèo thì tuồng, kịch bản tuồng cũng có cốt truyện, nhân vật, lời thoại và chỉ dẫn sân khấu. Vậy là chúng ta đã đi được hết phần 1 về những cái kiến thức chung về chèo và tuồng. Chúng ta tiếp tục đến với phần 2, các đặc hiệu kịch bản chèo, tuồng. Các đặc hiệu kịch bản chèo, tuồng chúng ta có những lưu ý sau. Thứ nhất, xác định cốt truyện, những sự vật, sự việc được kể, sự việc chính của văn bản. Xác định được bối cảnh về không gian, thời gian trong văn bản. Xác định nhân vật chính là ai, nhận biết tính cách nhân vật qua các chi tiết miêu tả ngoại hình, tâm lý, hành động nói, hành động và lời nói. Xác định và phân tích cách chỉ dẫn sân khấu và cuối cùng là rút ra được ý nghĩa, thông điệp của tác phẩm. Từ những kiến thức chúng ta đã được ôn tập, chúng ta tiếp tục bước vào phần 3, luyện tập. Từ những kiến thức về kịch bản chèo, tuồng đã học, hãy chọn những câu trả lời đúng nhất. Với câu hỏi số 1, chèo được xếp vào loại hình nghệ thuật nào sau đây? A. Tự sự dân gian, B. Sân khấu dân gian, C. Trữ tình dân gian và D. Câu nói dân gian. Như chúng ta được biết thì chèo là loại hình sân khấu dân gian rất nổi tiếng. Chính vì vậy, đáp án chính xác ở đây chính là đáp án D, sân khấu dân gian. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Dòng nào nói lên đặc điểm của nghệ thuật chèo? Chúng ta có thể dừng lại một vài giây để nhìn lại câu hỏi và lựa chọn đáp án chính xác. Với câu hỏi này, chúng ta rất dễ dàng có thể chọn được đáp án chính xác, bởi vì đặc điểm của nghệ thuật chèo chính là sự tổng hợp, sự phối hợp giữa nói, hát, múa với các đạo cụ. Chính vì vậy, đáp án chính xác chính là đáp án D. Câu hỏi số 3. Tuồng được chia thành những loại nào? A. Tuồng hài và tuồng đi.
B. Tuồng cung đình và tuồng bình dân. C. Tuồng hài và tuồng đồ. D. Tuồng cung đình và tuồng hài. Ở phần 1 thì chúng ta đã được phân loại và được biết rằng tuồng gồm hai loại, gồm đó chính là tuồng cung đình và tuồng hài. Đáp án chính xác ở đây chính là đáp án D. Câu hỏi số 4. Lời thoại trong tuồng có đặc điểm gì? A. Dưới hình thức nói. B. Dưới hình thức ngâm hoặc hát. C. Dưới hình thức nói, ngâm hoặc hát và chủ yếu là văn vần. D. Dưới hình thức hát. Ở câu hỏi này, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được A, B và D đều là những đáp án chính xác nhưng mà chưa đủ. Chính vì vậy, để đầy đủ và chính xác nhất, chúng ta phải chọn đáp án C, dưới hình thức nói, ngâm hoặc hát và chủ yếu là văn vần. Vậy là chúng ta đã cùng ôn tập lại kiến thức của bài 3, kịch bản chèo và tuồng trong chương trình ngữ văn lớp 10. Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt hiệu quả cao.